Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay bên Mạnh Tiến mình xin được giới thiệu một cái loại mixer mà có được vang số luôn. Đây, đây là cái điều chỉnh vang số nè. Trước mặt các bạn là chúng ta sẽ có được các line để cắm mic nè, line để cắm nhạc nè. Đây, các line để cắm nhạc nè. Còn trong cái cụm màu xanh này sẽ là cái đường ra. À, thì ở đây mình có ghim sẵn một cái jack để chuyển ra hoa sen. Chứ không nó sẽ có hai cái đầu lỗ số ly như thế này nè. Thì đây là một thiết bị gọi là chuyên nghiệp rồi, nên nó sẽ out ra bằng Canon, tức là chuyên dùng cho men. Mình sẽ nói công dụng sơ sơ ha. Thì cái này có thể ghim được mic 6 ly nè, Canon nè, ghim đều được hết luôn. Cái lỗ trong đây là 6 ly nè, còn cái dành ở trong đây là cái dành Canon. Chúng ta sẽ có nút 26 decibel, thì cái nút này là giúp tăng cái độ nhạy của mic lên. Và cái nút 80 hertz này tức là tăng bass lên. Đó, chỉ có 4 line này sẽ có thôi. Rồi, chúng ta sẽ có nút âm lượng gain nè, tiếng chép nè, tiếng bass nè, và tắt mở hiệu ứng. Rồi, còn cái mono này thì thực sự là mình cũng chưa biết cái nút mono này để làm gì đâu. Rồi, chúng ta sẽ có một cái nút âm lượng tổng của từng line như thế này. Rồi, còn trên đây sẽ là cái đường cấp nhạc. Thì chúng ta sẽ có line là 56 nè, 78 nè, tương ứng với đây nè, 56 nè, 78. Và đặc biệt là cái con này có thể lấy nhạc từ qua máy tính thông qua sợi dây USB thôi. Thì đi theo sản phẩm chúng ta sẽ có một cái sợi dây USB 2.0 là dây này nè, cần cắm vô máy tính là có thể lấy nhạc qua luôn. Và ở đây nó cũng có để nè, bấm xuống là vô PC, còn nhả ra là đường line. Và đặc biệt là con này có kết nối Bluetooth luôn nha, khi mà bấm xuống là có Bluetooth luôn. Đây, nhịp nói. Đây, mình sẽ mở thử bài nhạc luôn nha, để coi cái sóng này đánh, tức là nó vô rồi nè. Đó, tức là vô rồi nè. Đó, thấy chưa, có Bluetooth luôn nha. Tiếp theo mình sẽ nói đến là nó sẽ có được nguồn 48V từ kênh 1 đến kênh 4 là sẽ có nguồn 48V. Có nút tắt mở ở đây luôn. Đó, mở nè, tắt nè. Rồi, chúng ta sẽ có cái phần gọi là để mà điều chỉnh chương trình vang số. Ở đây nó sẽ có 16 chế độ vang. Đây, cái nút này bấm xuống được nha. Khi nào chọn cái nào là sẽ bấm xuống nè. Đó, đó, chọn cái nào bấm xuống. Level effect tức là độ ít hay nhiều hiệu ứng. CT, CT tức là nguyên cụm trên đây. Phone là ở đây. Đó, nó có chia màu ra rõ ràng hết luôn nè. Phần ra là nó sẽ nằm trong cái khung màu xanh. Bây giờ rất là nhìn rất là dễ nhận biết luôn. Rồi, ok. Thì hôm sau mình sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người lắp đặt nha. Đặc biệt là mình rất thích cái vang này luôn, rất là hay. Cái vang của con này rất là hay luôn. Ok, hôm sau mình sẽ làm một clip lắp đặt nha. Đừng quên là nhớ bấm like và subscribe nhé. Bye bye.